bông bông sa đéc mà ở đây mình trồng nè. Trời ơi đẹp ghê. Chú trồng bông nè, đầu bữa nay 23 nha, 25 ông kéo đi ra ngoài ở vùng bên đó là bên Khánh Đông mà công ty hãng xưởng đồ bên Khánh Đông. Bắp một khúc cái này gieo qua gieo bí đỏ hả chú Sáu? Hủ qua
bông mặt trời. Cái chòi bông mồng gà ủa rồi rồi sao nào nay sáu bà phụ bán cái gì? Bán cơm hả? Bán cơm ở đâu làm? Phụ trong bệnh viện à, bán cơm trong bệnh viện hả? Ờ dặn thọ. Trời ơi, cái bụng dặn thọ hả? Đẹp quá chú Sáu ơi. Dặn thọ ông chồng đẹp quá. 20 bông hả? Mấy 20 bông? À, bông cúc. Lạnh. Ở bên kia bên Khánh Khánh Đông. Chú Sáu ông vừa chạy xe mà ông vừa một mình ông chồng như đây hả? Chứ có ai đâu. Trời ơi ông giỏi dữ hả? Có làm tới 1 2 giờ đêm không á. Người ta biết làm mà tối lên chân sông xỉu luôn. Vậy hả? Ờ. Không ăn uống rồi chạy luôn. Đó, ở đây bên đây có cái hồ, hai con vịt. Ở sau nhà nè, đây cái hồ.